Thưa quý vị, các bản tin liên quan đến Việt Nam sẽ trở lại trong phần tin buổi tối ngày hôm nay. Mưa đá trút xuống vùng biển Nghệ An làm hỏng nhiều nhà dân. Vào lúc 2 giờ 30 phút chiều ngày 6 tháng 4, một trận mưa đá đã xảy ra tại xã Na Ngoài, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Hạt đá to hơn 1cm với mật độ dày liên tục trút xuống khoảng 30 phút. Một số rau và cây ăn quả của người dân đã bị hư hỏng. Cùng thời điểm này, tại ba bản của xã Nậm Càng, nằm sát xã Na Ngoi cũng đã xảy ra mưa đá, kèm lốc xoáy kéo dài hơn 20 phút. Chính quyền xã ghi nhận có 3 nhà dân ở vùng sâu bị tốc mái, không có người bị thương. Được biết đây là trận mưa đá đầu tiên trong năm ở địa bàn. Theo đài khí tượng Bắc Trung Bộ, thời điểm này đang là giao mùa nên việc xuất hiện mưa đá và gió lốc không phải là bất thường. Cuối tháng 3 vừa qua, gió lốc đã khiến cho 158 nhà dân tại huyện miền núi Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bị hư hỏng. Thưa quý vị, nhà cựu viện phó, viện kiểm sát Nguyễn Hữu Linh đã bị xịt sơn. Dòng chữ ấu dâm bị ai đó xịt bằng sơn đen lên cổng sắt, nhà của ông cựu viện phó, viện kiểm sát đã bị sơn lấp. Nhiều chất bẩn như bao rác, mắm ruốc, dầu nhớt đã được dọn dẹp vào hôm Chủ nhật ngày 7 tháng 4. Hiện tại dòng chữ này đã được xóa đi nhưng vẫn còn hàng lại vết sơn đen. Một công nhân cho hay, mắm ruốc hôi thối và nhiều rác bị ai đó ném vào tầng trong nhà phải dọn trong thời gian khá dài. Cổng sắt bị xịt sơn đen nên phải phun lại sơn trắng, toàn bộ cổng chứ không tẩy được. Những ngày nay, do biết được ông Linh là người sàm sợ với bé gái trong thang máy chung cư ở Sài Gòn, dân mạng đã nhanh chóng tìm ra nhà riêng của ông này tại Đà Nẵng, nên chiều ngày 6 tháng 4, biển số nhà đã được tháo ra. Hàng xóm gần nhà vị cựu viện phó viện kiểm sát này cho biết, đa số người đến chụp ảnh trước cổng nhà là học sinh, các bạn trẻ, càng về đêm càng đông. Trước đó ngày 2 tháng 4, mạng xã hội đã lan truyền đoạn clip trong thang máy ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sở bé gái trong thang máy tại chung cư Galasa 9 ở quận 4, thành phố Sài Gòn. Công an quận 4 sau đó đã xác định người đàn ông trên là Nguyễn Hữu Linh, sinh năm 1958, ngụ ở thành phố Đà Nẵng và là cựu phó viện trưởng viện kiểm sát thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, tiếp nối là bản tin cho biết kè biển hơn 3,4 triệu ở Quy Nhơn mới xây đã đổ sập. Như báo chí Việt Nam phản ánh, kè biển Tam Quan dài hơn 2,4 cây số được xây dựng hoàn thành vào tháng 9 năm 2016. Thì cuối năm đó, một phần kè dài 250 m mới đưa vào sử dụng bị sóng đánh sập. Để khắc phục, tỉnh Bình Định phải bổ sung gần 10 tỷ đồng, tức là 431.389 Mỹ Kim để sửa chữa. Tiếp đó, trận bão mùa đông năm 2017 đã giật sập nhiều đoạn khác của công trình này. Được biết, do tư vấn thiết kế thẩm định, thi công đến giám sát, quản lý dự án đều sai phạm, nên kè biển Tam Quan, huyện Hoài Nhơn xây hơn 3,4 triệu nhanh chóng hư hỏng sau vài tháng sử dụng, nhưng chỉ rút kinh nghiệm, khiến người dân bất bình. Chiều ngày 5 tháng 4 năm nay, tỉnh Bình Định vừa tổ chức cuộc họp với huyện Hoài Nhơn xử lý trách nhiệm đối với các sai phạm trong vụ sập đổ đê kè chống xói lỡ bờ biển Tam Quang. Kết luận cuộc họp, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch tỉnh Bình Định đã yêu cầu tổ chức kiểm điểm nhưng chỉ rút kinh nghiệm bởi vì công trình kè tam quan xây hết 80 tỷ đồng, bị sập là có nguyên nhân do diễn biến bất thường của thời tiết. Người dân Bình Định và dư luận bất bình cho rằng, vụ việc nghiêm trọng như vậy mà chỉ rút kinh nghiệm là chưa tương xứng với mức độ sai phạm và thiệt hại công trình. Nhà nước Cộng sản Việt Nam nợ nần chồng chất khiến cho người dân gồng lưng trả nợ. Trong 3 tháng đầu năm nay, chính phủ Cộng sản Việt Nam đã trả nợ 99.128 tỷ đồng, tương đương với 4.27 tỷ Mỹ Kim. Và như vậy, bình quân mỗi ngày, chính phủ đã phải trả nợ 1.101 tỷ đồng, tương đương với 47,5 triệu Mỹ Kim. Con số này được hiểu là tổng cộng các khoản nợ trong nước và nước ngoài, nhưng không có con số tương ứng vào các năm trước để so sánh đáng lưu ý các nguyên nhân dẫn đến việc chính phủ cộng sản Việt Nam đang phải trả nợ 47,5 triệu Mỹ kim mỗi ngày và lấy nguồn tiền đâu để trả nợ thì không được đề cập. Trong khi đó, nhiều blogger bày tỏ sự bất mãn trên mạng xã hội về việc chính phủ cộng sản Việt Nam đang nợ ngập mặt. Nhiều hoạt động Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội viết trên trang cá nhân rằng phải nói cho rõ là chính phủ thu thuế của người dân rồi đem trả nợ người dân nuôi chúng khác gì nuôi con nghiện trong nhà. Việc chính phủ Cộng sản Việt Nam công khai tình trạng phải trả nợ 47,5 triệu Mỹ Kim mỗi ngày, diễn ra trong bối cảnh người dân thấy chỉ trong chưa đầy một tháng, giá điện và xăng đã cùng tăng, khiến nhiều mặt hàng thiết yếu khác phải tăng giá theo. Điều này khiến cho công luận tin rằng chính phủ Cộng sản Việt Nam đang cạn kiệt ngân sách, nên rất cần có thêm nguồn thu để trả nợ và cách đơn giản nhất là đồng loạt tăng giá điện, xăng dầu, đánh vào túi tiền của người dân, thay vì nỗ lực kiểm soát chi tiêu và đầu tư công. Các thành viên của chương trình truyền hình thực tế Queer Eye được mời đến thăm Quốc hội Hoa Kỳ. Thưa quý vị, các thành viên điều hợp chương trình truyền hình thực tế Queer Eye do công ty giải trí Netflix sản xuất vừa đến thăm trụ sở quốc hội ở thủ đô Washington DC vào ngày thứ Năm 6 tháng 4 để gặp gỡ các nhà lập pháp, trong suốt thời gian qua, nhóm này thường xuyên tổ chức các buổi đấu tranh ủng hộ quyền bình đẳng cho người đồng tính, đồng thời kêu gọi chính phủ khế trương đạo luật Civil Rights Act từng được ban hành vào năm 1964. Trong suốt vài năm trở lại đây, các tổ chức đại diện cho cộng đồng LGBT tại Hoa Kỳ nói riêng và trên toàn thế giới nói chung đã đề nghị giới lập pháp can thiệp để chấm dứt nạn phân biệt đối xử dựa trên giới tính của con người. Trong chuyến thăm lần này, nhóm QRI đã có cơ hội gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và dân biểu tiểu bang New York Alexandra Ocasio-Cortez. Vụ ly dị của tỷ phú Jeff Bezos và vợ đang sắp sửa hoàn tất. Thủ tục ly dị của đôi vợ chồng giàu có nhất thế giới, tức là tỷ phú Jeff Bezos và bà Mackenzie Bezos hiện đang sắp sửa hoàn tất. Một vài nguồn tin thân cận cho biết, có thể ông Jeff Bezos sẽ tiếp tục giữ quyền kiểm soát đại công ty mua bán hàng online Amazon. Trong thỏa thuận ly hôn, bà MacKenzie sẽ được quyền giữ lại 25% cổ phần của Amazon trị giá lên đến 35 tỷ Mỹ kim tiền mặt. Trong khi đó ông Jeff Bezos được giữ quyền biểu quyết trong hội đồng quản trị, đồng nghĩa với việc bất cứ ai muốn mua cổ phiếu từ bà MacKenzie đều phải được sự chấp thuận của ông sáng lập viên kim tổng giám đốc điều hành đại công ty Amazon Jeff Bezos đã được nhìn thấy xuất hiện công khai cùng với bạn gái mới, chỉ vài ngày sau khi ông tuyên bố ly hôn bà Mackenzie. Họ hiện có bốn người con sau 25 năm chung sống. Một số tạp chí lá cải còn cho biết, ông Jeff Bezos đã có quan hệ ngoài giá thú với Lauren Sanchez trong suốt một thời gian dài. Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin buổi tối ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ngài kính chào.